bạn sẽ con con đọc nên sẵn mà con con trong can nào để hạ thả table relationship nó không là tập bê được gọi EO diagram relationship không là tập bê đào vô code đây này đọc nên sẽ được create table là yêu hài nắng nên ai bắt cao cho mình sau viên mùi này nè sân bờ thôi những tài năng khác hay miền cùng miền đánh khai học nào nắng hay dân miền tài năng cũng sẽ tiết hay miền relationship chẳng nhưng ai và cả bạn á đời và software free chẳng cho tôi mới đọc này OK, chẳng hạn họ đặt cho mình table bạn này mình này dùng cho mình table student là mình phụ mình bạn này, hay dùng mình table user mình phụ mình bạn này nhé, hay dùng table payment mình này ta, xác code với cả bằng chẳng dùng code ID bằng code, hay nhận anh tôi lời này, OK, chẳng dùng thân tạo chí table entity relationship nhé, rồi gọi dùng our entity set relationship bằng tập nhé. OK, chẳng chứ thế đó khi ai cho sau về mũi mua thà quick database design cho màn đặt link hàng cỏ để đó khi ai cho mở bản nó hay bên mình xem call tại mà đòn á để ai bắt cả free account của bạn mình bắt cả các bạn này nào đấy khi mình xem call ở cái ở dùng sắp sắp tại mà đòn chẳng để đó khi ai full cài bị lơ nâng mong à lâu xem tuy nhiên đi cho mở cỏ hay xem copy để xem enter mà xem đặt table bằng xem bây giờ bị lỗi error chẳng xem copy table bằng xem mở từng ô năng tạm đó nè chẳng là lấy xem pay mà thì pay mà bằng xem chẳng dừng đặt student và đang dừng student chẳng dừng enter mùi máu cho tre mùi máu anh đang thay chia trang student này hãy dùng miền ID in primary key dùng miền nam dùng miền gender dùng miền BB chỉ đến dùng miền ở trẻ nhé dùng miền trẻ chỉ được hạ bạn được đấy OK chẳng dùng miền khi nào đấy bị error về nếu dùng đặt PK nhé trên thấy dùng đặt PK nào đấy PK mình là primary key nhé chẳng bị error này OK chẳng thể bỏ mũi tiết của đôi khi mình bỏ thể mà nè tại vì chúng tôi tạo dựng bậc thể bỏ lên một nè mình này ta dựng bậc thể bỏ user hay user dựng tre mũi máu anh cũng chỉ thành thể bỏ hay dựng mình user id user name password nè hay nào cái này dựng chỉ key mình là vị trí primary key nè chứ primary key chẳng nào nếu vì tuần load change đấy bởi dùng mưa tuần load change thì sao trong copy phám vì e nào miền error nữa chẳng thể bỏ payment này payment dùng miền payment ID chẳng là nếu vì chỉ in tấm này primary key hay xem miền ok nếu dùng chọc tốt hết tùy mùi nhé tùy mùi chia thẳng thì có amount chia được bốn SID chia foreign key cứ dùng pra FK nhé OK, hãy tiếp tục trong relationship với OK, user ID chuyên định nhé chứ foreign key này OK chẳng như khơi nhé nhé, khơi như màu thì bỏ lỡ xem đi là lỡ xem đi xem OK hoài tìm một cái tránh những ai lúc ở cha cho các bạn này nhé tại là xem một tuần lúc tới hay dùng email đọc kia hay dùng mình payment payment bên đây ta nhà na này bằng lời nhé xem ai zoom tích nhé chẳng dùng mình phụ mình xác hay dùng mình nhận tự lời user này hay dùng mình user ID chia primary key dùng khen key bên đọc này hay dùng mình này chẳng dùng cho ngay này anh ấy bị chia primary key anh ấy foreign key chẳng foreign key là bây giờ dùng cho dùng space mùi máu hay dùng tre hay dùng nhà mùi máu hay chọn tập can ấy tập can student chẳng xem xem student dot sid ok guys nhà này ok one too many nhé
chẳng này mình là sẽ có thứ cả bóng là viên của đã thành đấy thế vòn sầm đấy ai thứ cả bóng vì bàn chân đỏ chẳng này à khả năng mà nỉ nhé một còn lại mười khả năng mà nỉ mình là vòn đấy vậy hay một tiết cứ tập can user nhé chẳng dừng lại user dot user ai bị nhé chẳng đi thì nhấn nhẹ nhé ok chẳng user mà nhé ai tự cả bằng lưỡi bàn trở nhé thì những dân bàn trả thay phút vốn ai refer mà trả trả nhẹ thì miền thấy có miền tang này nó miền tang này dẫn người ta hỏi thà nên đi dùng xem tăng ở này tăng thì para bia s nè s chính xem tăng s này và thọ st cho nè chẳng nào cả lại nick xem bài para student nick xem đã st dot no by user xem s u và thọ chẳng nào cả lại nick xem đã và u mùi máu cọ bàn này đúng chẳng như nào hay và thọ máu dùng ai save được dùng ai screenshot vô tập para para bàn thêm đoạn clip không được xa đấy xa nhé ok chẳng cảm ta bộ màn viên ở bài thông bài bị video mới này nhé xin mình xin lúc comment ở phần cao